Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em mấy cái bình gốm đến từ Nhật Bản. Đây là mấy chiếc bình gốm men ngũ sắc, men dạng rất là đẹp. Thì như anh em có thể thấy thì ở đây em có 4 bình. Hai cái bình ở hai bên này nó là size 22.5, còn đâu cái bình ở giữa này nó là size 20. Đó. Tất cả hàng về thì nó đều có thùng thùng gỗ đi kèm theo. Đó. Vận chuyển mấy cái này sợ chết luôn. Thì anh em có thể thấy ở trên này thì nó có những cái hoa văn rất là đẹp. Nó là cái dạng men dạn nên là anh em sẽ thấy là nó sẽ có những cái đường lứt lứt này. Cái men này chắc anh em cũng dễ thấy. Đó. Và cái hình ở trên nó rất là đẹp. Đó. Hình hoa anh đào rồi là cây cỏ chim. Đây cũng thế, đây là hình hoa cúc. Đây thì cũng hoa anh đào. Rất là đẹp. Đây là hoa cúc, dạng hoa to, rất là thích. Cái này thì anh em về có thể bày biện ở phòng phòng khách hoặc là phòng sách. Chúng ta có thể cắm những cái hoa giả hoặc là những cái cành cây cái này kia vào, rất là đẹp. Trưng bày, anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Đây là những cái thùng của nó này. Đây đó, anh em có thể thấy rất là đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.